Hornos de México, AMSA, is a fully integrated steel company which produces steel free brick. When the proper amount of scrap metal has been loaded into the converter, molten pig iron is added by means of large Machines are defined by their capability to turn materials during operation. Lathe is also used for mass production, such as capstan and turret. But there is no programmed fed system. The materials are located inside a milling CNC machine, after which the computer will lead the tools to drill or cut them. Tại xưởng thân xe, chúng tôi có xưởng dập, xưởng sơn, xưởng lắp ráp, xưởng sản xuất động cơ và xưởng biểu tượng cho những cái nét đẹp của Việt Nam. Hoặc là ví dụ như là cái hệ thống đèn trước và đèn sau với cái chữ V như Việt Nam.